Cách đây hơn một tuần, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của ông T, 42 tuổi, trú tại quận Long Biên về việc nhận được một cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là cảnh sát giao thông. Đối tượng thông báo ông T vi phạm giao thông ở thành phố Đà Nẵng và yêu cầu ông chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra, nếu không sẽ phong tỏa tài khoản. Tin lời, ông T đăng nhập vào phần mềm do các đối tượng cung cấp thì bị mất sạch 170 triệu đồng. Biết mình bị lừa, ông T đã đến cơ quan công an trình báo. Để tránh trở thành nạn nhân, công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên. Các đơn vị cảnh sát giao thông không gọi điện thoại yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng cho các đối tượng.